tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ 65 đến 80 tuổi, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, may mắn ùn ùn kéo tới, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vì vậy cuộc sống có khó khăn thế nào chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi. Cát lành như mong muốn, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Hợi được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn được quý nhân phù trợ. Sóng gió hay chông gai con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Kỷ Hợi là con giáp may mắn được luận giải tử vi. Từ 65 đến năm 80 tuổi, vậy vận trình trong 3 năm tới của con giáp này như thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi đến cuối video để nắm bắt được nhé! Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, từ 65 đến 80 tuổi, giàu có bất chấp tuổi già, hay lộc tổn mệnh suy, họa sát thân ập tới. Trước tiên, xin được tâm sự với quý tín chủ tuổi Kỷ Hợi đôi điều. Thưa quý vị, sinh lão bệnh tử là quá trình mà ai cũng phải trải qua trong đời. Thật ra tuổi già không đáng sợ, điều thực sự đáng sợ là chúng ta luôn nghĩ cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta già đi. Dẫu biết khó khăn là một hành trang cần thiết trong cuộc sống, nhưng ý nghĩa của sự gian khó trong các giai đoạn cuộc đời lại hoàn toàn khác nhau. Thời trẻ khó khăn thử thách là để trải nghiệm và phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, nhưng lúc tuổi đã cao mà vẫn phải chịu gian khổ thì đó là sự ảm đạm thực sự của cuộc đời. Đối với đời người mà nói, qua 60 tuổi có thể coi là một bước ngoặt. Mọi sai lầm trước tuổi 60 đều có cơ hội bắt đầu lại, nhưng sau 60 tuổi mọi thứ sẽ khác. Lúc này tín chủ nên thể hiện sự vững vàng và ổn trọng của một người từng trải nên có. Tín chủ không thể hành động liều lĩnh như trước và phải lên kế hoạch nhiều hơn cho phần còn lại của cuộc đời mình. Khi đã nếm trải đủ phong vị của cuộc đời, tư duy cũng đã chín chắn hơn. Chỉ cần tìm ra tiếng nói trong trái tim của chính mình, tín chủ có thể suy nghĩ rõ ràng về những gì tín chủ cần và những con đường tín chủ nên đi tiếp trong tương lai. Con người sau 60 tuổi chính là độ tuổi chín về mặt tinh thần, đây cũng là một trong những giai đoạn quan trọng của một đời. Bởi những quyết định được đưa ra ở độ tuổi này sẽ thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của những năm tháng cuối đời của tín chủ. Vì vậy, chúng ta không nên chỉ biết cho đi hãy sống hết mình, mà cũng nên từ chối một số điều để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sau đây là 3 điều như thế. Điều đầu tiên, từ chối phức tạp hóa mọi thứ. Có thể nói, con người thường không hạnh phúc vì luôn nghĩ mọi thứ quá phức tạp. Nhiều trường hợp rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc việc nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng tín chủ vẫn không khỏi nghĩ ngợi lo lắng thái quá. Điều này thường khiến bản thân và những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi. Kiểu tình huống này rất dễ xuất hiện khi chúng ta già đi. Lúc này tuổi tác sẽ dễ khiến cảm thấy cô đơn và lo lắng. Bất cứ ai ở trong trạng thái này đều dễ suy nghĩ quá nhiều, phức tạp hóa vấn đề lên, rồi lại tự làm bản thân hay người thân phải phiền não. Từ đó dễ gây mâu thuẫn giữa mình và những người xung quanh, khiến mối quan hệ giữa tín chủ và họ ngày càng xấu đi. Do đó khi ở tuổi xế chiều, chỉ cần chúng ta sống chậm lại một chút, nghĩ đơn giản một chút thì sẽ tránh được những phiền não không đáng có, từ đó có thể an nhàn sống đến cuối đời. Điều thứ hai, từ chối làm hài lòng tất cả mọi người. Suy nghĩ mình luôn phải làm hài lòng tất cả mọi người là một suy nghĩ độc hại, vì để người khác thoải mái, kiểu người này đôi khi còn tự làm hại chính mình. Những người như vậy có vẻ thường rất được yêu quý, nhưng thực ra họ cũng chính là người dễ bị người khác lợi dụng. Những người có tính cách nhú nhường xu nịnh này thường hèn nhát và kém cỏi. Họ sử dụng cách làm hài lòng người khác để nâng cao cảm giác tồn tại và thể hiện giá trị của bản thân. Thế nhưng điều đáng buồn ở những người có kiểu tính cách này là những đóng góp của họ thường không được người khác coi trọng. Vậy nên sau 60 tuổi, chúng ta nhất định phải biết từ chối làm hài lòng tất cả, nếu không sẽ khiến bản thân, thậm chí là gia đình phải chịu khổ cả đời. Điều thứ ba, từ chối chi tiêu quá mức. Ngày nay nhiều người trẻ có khái niệm tiêu dùng trước, thậm chí tiêu dùng vượt quá hạn mức và nghĩ rằng việc tiêu tiền của ngày mai cho hôm nay là một trải nghiệm rất thú vị. Đôi lúc điều này còn có thể xem là động lực để họ cá kiếm được nhiều hơn. Tuy nhiên nếu một người sau 60 tuổi mà vẫn còn quan niệm như vậy thì chẳng khác nào đang tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh thê thảm hơn. Bởi sau 60 tuổi, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thực tế tương đối tàn khốc. Chẳng hạn như sức khỏe của bản thân và vợ hoặc chồng dần dần suy giảm, các chi phí y tế phát sinh hoặc cơ hội việc làm bị giảm sút, kéo theo là thu nhập giảm. Trong khi đó chúng ta hiếm khi có thể tạo ra nguồn thu nhập ở độ tuổi này,
Trong những trường hợp này, mọi người đều sẽ chịu áp lực lớn hơn nếu không có tài chính dự phòng. Do đó sau tuổi 60, tiêu dùng trưởng thành là một khái niệm rất quan trọng. Biết cách chi tiêu hay có cho mình khoản tài chính ổn định sẽ giúp chúng ta sống thoải mái hơn, bớt âu lo hơn. Lúc đó chúng ta cũng chẳng cần phải sống phụ thuộc vào con cháu, mà có thể tự sắp xếp và lo liệu cho cuộc sống của bản thân. Một cuộc sống tự chủ và độc lập bao giờ cũng sẽ thoải mái hơn, giúp chúng ta sống tự tin và vui vẻ hơn. Quý tín chủ tuổi Kỷ Hợi thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 65 tới 80 tuổi. Giai đoạn từ 65 đến 80 tuổi, Kỷ Hợi cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm, tức nó không bằng phẳng mà nó gập ghềnh, nếu không cẩn thận có thể ngã xuống vực bất cứ lúc nào. Từ 65 đến 80 tuổi, tử vi dự báo rằng Kỷ Hợi khó hài lòng với cuộc sống của hiện tại, con giáp này lúc nào cũng mong muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn nữa, nên tự làm khổ mình. Ở độ tuổi này tuổi Kỷ Hợi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình, nếu không nghe lời khuyên của mọi người mà tự mình giải quyết mọi thứ, thì Kỷ Hợi càng mệt mỏi, lún sâu vào khó khăn. Người tuổi Kỷ Hợi lưu ý rằng sức khỏe đang giảm sút trông thấy, những người có bệnh nền rất khó khăn trong thời gian này. Khuyên bản mệnh có bệnh thì phải chữa, và chữa cho triệt để, đừng vì tiếc tiền mà chữa trị nửa vời, kẻo bệnh tái phát sẽ càng khổ và tốn kém hơn. Về công việc, đương số nếu đã về hưu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, không còn phải quá vướng bận về công việc hay mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thuận lợi, ít sóng gió. Nếu vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến, làm tốt công việc và chức vụ hiện tại. Tuy nhiên bạn cần cẩn thận trong quá trình giao kết để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến những tai ương không đâu. Về tiền bạc, các nguồn thu khá dồi dào và ổn định, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Ngay cả người về hưu cũng có nguồn thu nhập thụ động riêng, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà. Việc làm ăn có thể mở mang nhưng nên đề phòng xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền, mất của. Việc chi tiêu cũng nên cân đối. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo khá bình ổn, gia đình hòa thuận, trên dưới đồng lòng. Bản mệnh đôi khi có phần nóng tính, nên tiết chế để gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cư xử điềm tĩnh tạo thành tấm gương cho con cháu. Về sức khỏe, tuổi tác càng cao bản mệnh càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe và giữ sự an toàn cho chính mình, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa rượu bia. Tín chủ tuổi Kỷ Hợi đặc biệt chú ý, sau đây là những điều không nên làm và nên làm từ năm 65 đến 80 tuổi. Đầu tiên là 3 điều không nên làm. Điều thứ nhất, ba không với con cái. 1. Không làm gì. Một trong những cách thỏa thuận với con cái là không làm gì cả, nghĩa là người lớn tuổi không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống và quyết định hay kế hoạch công việc gia đình riêng của các con. Điều này không có nghĩa là cha mẹ thờ ơ với con, các con cần được trao không gian tự do và quyền tự chủ để giải quyết mọi việc. Có như vậy chúng mới sớm chín chắn, trưởng thành. Khi cha mẹ cố gắng kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái, ắt dẫn đến xung đột xích mích, ngay cả khi đó là ý định tốt. Nhưng các con vẫn coi đó là sự can thiệp quá mức. Chính vì vậy, để con cái có cuộc sống riêng và tự quyết định là điều mà những bậc cha mẹ cần thừa nhận ủng hộ. 2. Không hỏi. Không hỏi là một nguyên tắc quan trọng nếu cha mẹ muốn hòa thuận với con cái. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên hỏi quá nhiều, hỏi chi tiết cặn kẽ về cuộc sống, công việc riêng tư của con, duy trì khoảng cách phù hợp và tôn trọng con sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng, đảm bảo quyền riêng tư và sự độc lập cho cả hai bên. Đôi khi lòng tốt của cha mẹ có thể bị con cái hiểu là sự can thiệp hoặc khó chịu, vì vậy chúng ta nên tôn trọng mong muốn của con, cho con sự tự do riêng tư phù hợp. Hãy khuyến khích và hỗ trợ con cái thay vì dò hỏi phán xét. Điều này không chỉ duy trì sự hòa thuận trong gia đình, mà còn khiến con cái trở nên tự tin tự chủ hơn. 3. Không trông chờ. Không trông chờ là nguyên tắc cuối cùng mà người già cần lưu ý. Cha mẹ không nên quan tâm quá nhiều đến vấn đề riêng của con, đồng thời không nên ỷ lại trông chờ con cái phải chăm sóc hỗ trợ mình. Là những cá nhân độc lập, chúng ta nên có trách nhiệm với cuộc sống và sức khỏe của chính mình, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc và gánh nặng lên con cái. Khi cha mẹ quá dựa dẫm vào con, có thể dẫn đến gia tăng áp lực gánh nặng cho con, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con. Chính vì thế chúng ta nên cố gắng hết sức để tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Tất nhiên cha mẹ cũng cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái, nhưng chỉ ở mức độ phù hợp, tránh phiền hà gây ảnh hưởng đến con. Ngoài ra người lớn tuổi có thể sử dụng vào các dịch vụ chăm sóc từ cộng đồng xã hội. Không chi tiền vào ba việc này. 1.
chi tiền để trả nợ cho con. Đây là sai lầm nhiều bậc cha mẹ đang mắc phải khi mà thấy con cái vướng vào món nợ nào đó. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên phân biệt giữa giúp đỡ và gánh vác cho con. Con cái khi phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu làm sao để thu về nhiều cá. Thay vì tặng cá cho con, cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn, thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng, những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ, mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó hình thành thái độ ỷ lại trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. 2. Chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Người khôn ngoan biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như tiếng chủ không có kế hoạch tiết kiệm, thay vì phung phí mua sắm cho món đồ không cần thiết. Chi tiêu xa xỉ, vay mượn dùng trước trả sau, ở những năm tháng tuổi già cách tốt nhất tín chủ nên làm là học cách tiết kiệm. Ví dụ thế này, tín chủ mua một chiếc xe đạp để tập thể dục, nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì tín chủ đã vứt nó vào một xó. Vậy nên trước khi mua đồ, tín chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, tín chủ có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên không. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình, tín chủ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng. Trong khi đó, ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, bởi nguồn thu nhập chính chỉ là lương hưu. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ chi tiêu vô tội vạ, thành tận hưởng những thứ sẵn có, tín chủ mới có thể bình yên hưởng tuổi già với số tiền tiết kiệm đã tích lũy. 3. Chi tiền cho những việc không nắm chắc. Trong nửa sau của cuộc đời, tín chủ phải ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình. Dù không quá thành công cũng không sao, chỉ cần tín chủ có thể sống một cuộc đời đơn giản, biết đủ là phúc, những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, tín chủ cần bình tâm một đoạn thời gian rồi hãy quyết định sau, vào độ tuổi ngũ tuần. Mọi thứ đều nên nắm bắt thật kỹ, rồi hãy hành động, nếu bản thân cảm thấy mơ hồ, thì tuyệt đối đừng làm. Trong thực tế, không muốn tiêu tiền chỉ khiến chúng ta nghèo đi, tiền bạc là những con số vô tri mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào. Tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. Song thay vì chi tiêu vào ba điều trên, tín chủ nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân. Chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Thứ ba, không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già. Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi, chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu, không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà, thậm chí không chỉ lo cho bản thân. Họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái, cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày, điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe không chỉ bản thân mệt mỏi, mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc sức khỏe, vì một khi người già mất sức khỏe, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi. Không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc, chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Vậy đâu là những điều Kỷ Hợi nên làm? 1. Ăn uống tốt cho sức khỏe. Việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người già khỏe mạnh. Để cải thiện sức khỏe, tín chủ cần bổ sung các thực phẩm như trái cây và rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, protein không béo từ cá và các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc sữa không béo. 2. Cải thiện đời sống tinh thần. Để tận hưởng tuổi già, tín chủ hãy tìm kiếm các cách nâng cao đời sống tinh thần của mình như chia sẻ tâm sự với những người tín chủ yêu quý, chấp nhận độ tuổi thật của mình, làm những điều tín chủ yêu thích, ngừng sát sao tới cuộc sống của con cháu. 3. Trải nghiệm những điều mới lạ khi về già. Tín chủ có thể tìm cho mình những sở thích thú vị và ý nghĩa như học nhạc cụ, làm tình nguyện, sáng tác nghệ thuật. Việc này sẽ giúp tín chủ cảm thấy luôn tươi mới, ít buồn phiền và sống mạnh khỏe hơn. 4. Thực hành chánh niệm tại nhà.
chánh niệm là sự vượt lên mọi ham muốn, phán xét để chấp nhận mọi thứ và sống cho thực tại. Thực hành chánh niệm được chứng minh là sẽ mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe của tuổi già, như cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, có cảm xúc tích cực hơn, tăng độ hài lòng về mối quan hệ. 5. Tiết kiệm tiền. Với tuổi già, tài chính là của riêng để an thân và an tâm. Tín chủ không nhất thiết phải sở hữu một khối tài sản lớn, nhưng cần một khoản tiền vừa đủ để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Có tài chính độc lập không chỉ giúp tín chủ thấy tự tin thoải mái hơn, mà còn có thể phục vụ cho những sở thích riêng, dự định cá nhân. Thực tế, giai đoạn bước dần đến độ tuổi về hưu dễ khiến người lớn tuổi cảm thấy bất an về tài chính, từ đó hạn chế chi tiền cho việc khám bệnh hay đáp ứng nhu cầu giải trí, ăn uống, du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo tốt. Vì thế, tín chủ cần phải có kế hoạch tài chính chi tiêu hợp lý, bao gồm các khoản chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt và sử dụng cho các mối quan hệ. Ngoài ra, nhất định phải có một khoản tiết kiệm để phòng thân, cũng như nuôi dưỡng cảm giác an nhàn hạnh phúc tuổi già. Hiện nay có nhiều cách để đảm bảo tài chính cho tuổi già như gửi tiết kiệm ngân hàng, tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây, sau đây là lời nhắc mệnh. Cổ nhân dạy, ba bộ, ba tưởng, ba tâm thái, ba trí tuệ, hiểu được trọn vẹn cuộc sống nhàn tênh. Ba bộ của đời người, khi còn trẻ thì chạy bộ, đến tuổi trung niên thì là đi bộ, còn khi về già là tản bộ. Ý nghĩa câu nói này đó là khi còn trẻ hãy cố gắng chăm chỉ vận động và chăm chỉ làm việc, đừng vì thiếu kinh nghiệm mà hấp tấp vội vàng. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tháng thăng trầm của cuộc đời, đến khi 30 tuổi, mỗi người sẽ có đủ năng lực cũng như tài lực để bản thân mình sống chậm lại nhưng ý nghĩa hơn, tận hưởng từng giây từng phút, trải nghiệm từng điều tốt đẹp nhất của đời người. Đến khi về già, chúng ta chỉ còn lại những ngày tháng êm đềm vui vẻ và nhàn tản bên gia đình con cháu. Ba tưởng của đời người, lúc còn trẻ chính là mơ tưởng, đến độ tuổi trung niên là cảm tưởng, còn khi về già là hồi tưởng. Khi còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên trong đầu của mỗi đứa trẻ đều là những ước mơ hoài bão vô cùng dễ thương. Thế nhưng đến khi trưởng thành và bước vào đời, hầu hết mỗi người đều phải ăn thiệt thòi nhiều hơn là lợi ích. Vì thế, chúng ta phải tự đúc kết ra cho mình những bài học quý báu, để đến khi già, cả công sức bỏ ra trong quá khứ đã giúp chúng ta có được đủ vật chất cũng như điều kiện để an cư lạc nghiệp. Khi đó, chúng ta lặng lẽ nhìn con cháu ngày một trưởng thành, trong khi bản thân ngày một già đi. Lúc này, chuyện mà người già thường xuyên làm nhất chính là hồi tưởng lại những câu chuyện xưa cũ đã qua. Ba tâm thái của đời người. Khi còn trẻ chính là tư thái, đến tuổi trung niên là phong thái, khi già là bệnh thái. Trong đó, tư thái chính là dáng vẻ và thái độ. Khi chúng ta còn trẻ, dù là ứng viên hay nhà tuyển dụng, thì chúng ta cũng thường đánh giá đối phương thông qua dáng vẻ, thái độ cùng với năng lực của họ. Tuy nhiên, chỉ tầm 10 năm sau, khi mỗi người đã trưởng thành hơn, mang trong mình phong thái chững chạc và điềm tĩnh, điều bạn thu hút mọi người chính là khí chất chứ không phải ngoại hình. Đến khi về già, sức khỏe của con người sẽ được đánh giá nhờ độ siêng năng trong quá khứ. Cụ thể, người nếu biết chăm chỉ tập thể dục thì ít bệnh và sống lâu, kẻ lười vận động sẽ dễ ốm yếu đau bệnh. Ba trí tuệ của đời người. Khi còn trẻ là cơ trí, khi tuổi trung niên là tâm trí và khi về già lại là minh trí. Khi còn trẻ còn nhanh nhẹn, hoạt bát, mỗi khi gặp chuyện sẽ lập tức nghĩ ra cách để đối đáp. Đến tuổi trung niên thì trầm lắng hơn, mỗi khi gặp chuyện gì đó thường sẽ tâm nghĩ trước, sau đó mới làm. Đến khi về già, mỗi người giống như kiểu đã nhìn thấu hồng trần, mọi chuyện vui buồn đều đã trải qua, vì thế sẽ có cái nhìn sáng suốt nhưng sâu lắng hơn. Mọi chuyện vì thế cũng xử lý điềm đạm nhưng dứt khoát. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.